Dâu 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 và con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với ông Minzy trong series bình luận về Galaxy Server. Và đây là Minzy hàng nhái của server US với chế độ Card Selection. Đừng quên 30 giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhá. VN Pou đến server 92. Vâng, chữ Pou này tôi biết là có nghĩa là Pou của Quang Hải đúng không? Đội bóng của Quang Hải đấy anh em. Ui dồi ôi. Vác hai bàn tay này ngon quá mà gặp con hiền tai ạ. Kukari Athena. Mẹ Athena. Ui, dốc à. Dốc đi học rồi. Dốc thì hong hong rồi. Dốc đi học anh em. Dốc thì hỏng thật rồi. Dốc thì khó rồi. Không nhìn ra thế này rồi anh em ạ. Dốc thì thật sự là khó rồi anh em ơi. Nhìn bài ra để hạ được dốc đây. Nhìn ra cái bài gì để hạ được dốc đây. Không bế nổi một cái nội tại của nó này nha này. Gần kiếm được cái hai cái nội tại nhờ. Giá như cờ lắc mà bế được cái phát đầu mà lên chính mạng ngon. Này nó không lên. Hay ghê. Ôi ôi, sao nhỉ đôi đấy chứ. Máu thật đấy. Máu sao thật đấy. Máu sao thật đấy, lại còn sai lần đôi chứ lẹ. Né na thì na là như vậy, tí dốc đấm bỏ mẹ. Khó rồi. Các lại chuyển ra thêm na. Hồi học rồi. Cap chuyển Athena thì hỏng rồi. Cap cũng chuyển sang cho Athena thì hỏng rồi anh em ơi. Hết
chuyển cho Athena thì hỏng chặt rồi. Chúng ta có trận thua đầu tiên của MBG chính hãng trước Vianpo. Đây là lọ Salon Park keo anh em ạ. Đang bị bong gần chân. Ui nó massage chân anh em. Testament Zacio Heavenly. Đấy Zacio anh em ạ. Tiếp theo chúng ta có Zero Orchi. Zero ngon hơn. Metacool và XME Karate. Karate mặc dù thì hồi phục của Metacool tốt hơn nhé. Rising Dragon Boy. Các bạn ôi dồi ôi, đã trang lại còn dốc cả mẹ, thách đố nhau đấy à. Kèo này ngang thách đố anh em. Đã trang lại còn dốc nữa, thách đố là dấu hút tương à. Cái hồn trang lại còn dốc lại rồi. Trang lại còn dốc nữa thì lại thật rồi. Trang lại còn dốc nữa thì cửa nào để cho mình nha. Dốc nữa thì cửa nào dành cho mình đây. Kéo độc chiều. Chán nhè. Kéo lún thằng nào ấy. Chăm hai thằng. Nó quả độc chiêu nào. Tài mình nói không giết được con Trang. Hay quá. Đỡ được quả tung nhẹ nhàng nhỉ. Không đỡ được quả tung này chắc mình hẹo. Người nó còn cờ lắc nữa luôn mà. Bỏ nhè. Rồi, đẩy đi này thì Ken sống thế nào. May quá, may quá, bờ lốc. May quá, bờ lốc anh em ơi. Nhưng mà Ken vẫn chết thôi. Ken vẫn chết thôi. Rõ đây, sống thế nào được hả Ken. Như này thì sống thế nào được hả Ken. Chịu rồi. Bất lực đi ạ. Cái gì? Bất lực thật sự. Ôi. Cứ thể đánh tiếp. Rồi. Ôi, Surrender anh em ạ. Bất lực thật sự. Trang lại còn dốc, một con hai con đã khó xử lý rồi. Bây giờ lại còn cả Trang hơi dốc nó một bên nữa thì tôi chịu chết rồi. Không ai dành cho mình gì chính hãng. Chúng ta cùng đến với game đấu số 3 là Vegito Bot đến từ server 39. Nakuru đi. Tiếp theo chúng ta có Init. Tiếp theo nữa thì HME Karate. Lại Rising Dragon Boy Kensur. Đừng nói với tôi bên kia lại là combo dốc với Trang nữa thì tôi chịu chết luôn. Đua lòn mây trời nhỉ. Kìa đua lon mây trở, đấy nó cần cân tí đúng không? Đua lon mây trở nó cần cân tí mày. Chỉ nó thêm một nhịp nữa chắc tôi khóc quá. Ấy à, chơi luôn cờ lắc cơ à, chiến nhè. Chiến đấy, Vegito.
Không hiểu lý do tại vì sao, nhưng mà dù sao chúng ta có một cái chiến thắng nó rất dễ dàng trước Vegito. Tỷ số là 1-2. Cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Zenku của server 93. Ezzy Kisaragi. Fox à? Fox thì các bạn hơi là con trời. Rubo Gonit. Gonit là gì à? Kim và Choi ạ, thôi vẫn phải là Choi nha. Mặc dù là bị counter bởi người thầy nhưng mà vẫn lấy Choi cho nó thích nha. Thì kiểu gì là xuất hiện một con nữa. Sion, Sun. Thế cay nhờ. Sion và Sun. Choi vào phát mẹ Kim vào phát nó đá lồi mồm như thế nào. Đáng sợ nhỉ. Vào phát lại nó có mổ luôn đấy. Đá cho nó rất mồm đấy. Đấy, vừa nói sau nha bạn. Đá rất mồm luôn. Đùa. Mày quá là không có được chiều. Được chiều chắc mình hẹo mẹ. Vẫn phải để Sun mà xử lý Kim với nhà mình. Trời quá nhỉ. Chọn bạn mà chơi quá nhỉ. Mình xinh nữa cơ. Sion vào à? Nhìn này dễ Sion lắm này. Không Sion à. Sao mang Sun vào đâm nó lên này. Vẫn bị số khích. Đau nha. Sion vào đó. Ố, sao nhìn này nó không mang Sion vào nhỉ? Nãy mà là quả độc chiêu được hẹo còn đâu nữa. Khắc tình nhỉ anh em, khắc tình thật sự luôn. Ồ, đang nhủ được. Đang nhủ được kìa. Đang nhủ được. Đang to quá, đang nhủ được anh em. Sion đàn to quá không nhử được. Mẹ nó còn không chết kìa. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Quýt rồi còn gì nữa.
vẫn là kỳ khắc tinh ấy nhở, chứ như là cái bài khắc đâm nó cũng chết. Choi của mình ăn ngay một quả mẹ khiêu khích về, vẫn ăn khiêu khích, nhiều lúc cũng cay, nhưng biết làm thế nào được, chấp nhận luôn, được không? Holy của Server 99, Momo, Little Mitch, Init và Henry Watery, không biết có phải lựa chọn sản xuất hay không. Saiki này chỉ có tái sinh thôi nhỉ, không có hồi sinh như là Bixi à, Billy à, ờ, được của nó đấy. Đánh ba đấy, chờ đánh ba con đấy nhỉ. Tí về thì đánh ba con thôi. Đừng có lòi dòm ra ngay chứ. Là mình dám ho sợ hè ở đây. Chưa việc gì nha. Cứ phải giết thằng này đã. Thích làm gì thì làm đúng không? Thích làm gì thì làm. Cứ cho thằng Saiki nằm xuống đã. Mẹ mất để không để né con init ra. Và đến đây chắc là cũng chẳng có gì thắng mình nữa đúng không? Saiki là nhờ Nimex DC mất nội tại. Quan đi tầm mừng đỡ bị ăn đam. Đúng không? Đam và Terry chết thế nào được không ạ? Ồ, init vẫn sống. Ngon. Ấm bít. Ấm bít thế nhỉ. Thế lại ăn game thôi, có cái gì đâu. Holy shit, nếm thử xem 99. Quýt rồi, được không? Kéo đấu không chịu nổi thì quýt thôi bạn ơi. Chúng ta cùng đến với game đấu số 6, là game đấu cuối cùng trong clip này. Liệu rằng với 52 điểm chúng ta có lên nổi giành Platinum 3 hay không? Thì đối đầu với Lê Duy của CMS 1 là không đủ, không kiếm nổi 53 điểm nên anh em nhé, vì thanh niên này khá ít điểm. Mình có thắng đi chăng nữa thì cũng không đủ điểm. Nên chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở giành Platinum 2 mà thôi.
Hungary khó chịu ở nhà nhưng bây giờ là ba khiên. Ôi, oh, chói cá phải. Chói cá phải. Có quá nhỉ. Chói cá phải. Mày chó hay cà phải khó chịu thật đấy. Xí thì hỏng rồi. Ôi, cần thiết phải mang cả Tukari vào nội trời. Trời, ta phải ấy, chống là đổi anh em. Đúng rồi, cần lắc nữa thì cần lắc chết mẹ rồi. Lắc không nhìn thấy mặt trời ở đâu. Lắc không nhìn thấy mặt trời ở đâu thì đánh đấm cái gì nữa. Đánh đấm cái gì nữa anh em, quýt thôi, không chống được, đúng không? Bốn võ sĩ này, ba võ sĩ này thì ba kia làm gỏi, ôi, sắp đào mình luôn, có cơ hội sắp đào luôn, thừa luôn, Ukari cũng có, Joy cũng có, Sun cũng có, chưa cơ hội sắp đào. Khó sợ chị. Rồi, nó quýt thôi. Không chống được. Hẹn gặp lại anh em trong những cờ đấu tiếp theo rồi. Không chống được anh em ạ. Sát thương đó là khủng bố quá. Sát thương đó là khủng bố quá. Cố dãy giụa một phát nữa. Dãy giụa. Chỉ đến thế mà thôi. Đúng không? Bye bye. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.